Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Tin. Dẫn câu nói ban đầu, nếu bạn có Mr. Tin, Mr. Tin của bạn sao chọn bên cạnh tên là Visumo. Hello. Sau này những clip tên xuất hiện sẽ có những cô gái bán hàng xinh đẹp ở cửa hàng tên. Không xinh đẹp thì dễ thương, không dễ thương thì dễ mến. Xàm xí đúng. Ok, thì hôm nay tin sẽ làm một cái clip rất là ý nghĩa. Nếu thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ. Có nhiều bạn chê là Honda bán xe rồi, sửa xe rất là không có tâm, rồi bảo hành bảo dưỡng rất là tệ, xe hư này nọ kia rất là tệ, không bảo hành cho khách. Nhiều bạn comment là nhiều cái vấn đề này, nhất là cái kim phun á, xe tay ga kim phun hay bị hư này nọ kia, vô Honda, Honda ra số hết không bảo hành. Con biết kim phun là gì không? Không. Không biết kim phun là gì hả? Bán xe chứ đi xe biết khỉ gì về xe không? Không biết luôn. Đồ. Chứ mày bán xe mày biết gì? Bán xe là được. Biết bán xe là được hả? Chứ không cần quan tâm là biết cái xe có cái gì. Cười gì? Đúng mà, phải không? Đó, thấy chán bỏ xứ. Rồi thí dụ mày nữ đi. Mua xe rồi lỡ xe bị hư gì á rồi rầu không? Có buồn không? Không. Không rầu không buồn. Con không rầu không buồn. Tại sao? Tại vì thí dụ xe gì á mua nào thì đem lại cho nó sửa. Rồi lại đó sửa rồi biết ta sửa gì không? Thì lựa chỗ nào uy tín mà làm. Biết chỗ nào uy tín thì chỉ có Mr. Tin thôi. Hay con này hay. Ok, vấn đề giống như vậy nè. Có một chị khách hàng mua xe chỗ mình, xe về bị lỗi kim phun, có thể là lỗi cũng có thể là gì xăng giả này nọ kia, và đem đến hết Honda Đông Phương, và hết Honda Đông Phương làm cái gì coi nha. Ok, nó đây ha mọi người. Bơm xăng mình mới thay cho khách luôn nè. Ok, xe này bị gì em? Có nghĩa là vô bị gì? Nó đang chạy là nó ngưng hoạt động bơm xăng anh. Mình thử là nó tắt máy. Rồi đèn chạy rồi. Có nghĩa là xe này cái bơm xăng bị lỗi. Dạ đúng là lỗi. Mà chắc là do xăng giả hay gì? Cũng có một phần là do xăng giả. Hôm nay thị trường mình xăng nó cao quá. Thành thử cây xăng nó pha hơi nhiều. Cũng có một phần. Một phần là có thể là do cái phụ tùng đó, nó có bị lỗi nhẹ trong này. Rồi ok. Có nghĩa là xe này khách mua về rồi chạy bị lỗi cái bơm xăng. Dạ, giờ mình đã tiến hành bảo hành cho khách. Dạ đúng rồi. Trong vòng mấy ngày? Từ ngày khách vô tới giờ. Từ ngày khách vô thì em có hồ sơ anh. Ngày 28 tháng 2. Bữa nay là 3 tháng 3. 28 là bữa nay 28 tháng 2 mình có 28. Trong vòng 3 ngày. 3 ngày anh. 3 ngày đúng rồi, 3 ngày. 3 ngày làm việc là chúng ta đã tiến hành được bảo hành cho khách. Ok, là mới hoàn toàn và miễn phí hoàn toàn đúng không? Miễn phí hoàn toàn anh. Phụ tùng với tiền công nha. Có nghĩa là miễn phí phụ tùng. Dạ. Miễn phí tiền công luôn. Dạ đúng rồi. Ok, nói chung là khách không tốn một đồng nào hết. Dạ đúng rồi. Đó là cách phục vụ của Head Đông Phương dành cho khách hàng sử dụng xe mua tại Honda Đông Phương và tất cả các Honda khác, miễn là Honda đều được phục vụ vậy. Hình như xe này đâu phải mua cho mình hả? Không, mua anh, mua mình anh. Mua cho mình phải không? Dạ đúng rồi. Mua cho mình luôn phải không? Dạ, rồi ok. Xíu mình có gửi xe cho khách hàng luôn anh. Rửa luôn chứ, rửa sạch sẽ cho khách chứ. Rửa cho sạch luôn, hôm nay khách đậu đây. Ok nha, rồi, cảm ơn em. Ok, vừa rồi là hết Honda Đông Phương đã làm cho các bạn thấy ha. Có nghĩa là chúng tôi sẽ làm đúng theo quy định Honda. Đưa đến đây, trong vòng 3 ngày chúng tôi đã thay cái kim phun cho khách hàng ha. Miễn phí hoàn toàn, ok. Vì vậy, những chị em nào giống như con bé ú ù này, không biết rành gì xe, mà xe mua tại Honda hết gì đó, mà lỡ mà hư hỏng mà không biết là có được bảo hành hay không, mà đem tới những chỗ khác mình không yên tâm, thì đem tới Honda Đông Phương. Honda Đông Phương sẽ cố gắng hỗ trợ cho các bạn. Ok nha. Mong clip này hay và ý nghĩa ha. Nói về bảo hành là Honda Đông Phương sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình cho mọi người. Ok, cảm ơn.